một cái trường đại học này, như các bạn có thể thấy có chữ này Kogaku University là một cái trường đại học ở bên Nhật đây. Và ở gần đây là các bạn thấy có một tòa nhà này rất là cao, và kế bên nó là một cái tòa nhà mà mình muốn cho các bạn xem đó, nó hình quả trứng, và để xem coi đi lại gần coi nó có gì đặc biệt không, rất là đẹp phải không nào các bạn, nó hình giống như là quả trứng luôn đó. Và xung quanh đây cũng rất là nhiều tòa nhà cao thôi, và bây giờ thì mặt trời nó xuống rồi cho nên là thiếu ánh sáng một chút. Đây là mình đang đi bộ đến, và để mình tiến lại gần xem cái tòa nhà này nó có gì đặc biệt. Ở đây là các bạn có thể thấy là trước cổng một cái trường đại học này. Phải nói là bây giờ thời tiết cũng khá là mát rồi, mình rất thích thời tiết thế này, rồi có gió nữa. Wow. Đây cũng là một cái tòa nhà của trường đại học luôn. Trường đại học này mình thấy rất là rộng. À, ở đằng đây có một cái đám mây rất là đẹp này. Các bạn thấy đám mây đặc biệt chưa? Wow. Phải nói cái trường đại học này nó to khủng khiếp chưa? Wow, sao mà nó to đến thế này?